Hello anh em nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em mua mua cái tác chiến số 4 5 sao để tăng đam khi mà mình bắn. Anh em chúng ta sẽ vào cái shop gold tìm cái ADV Composite System 50k gold đây, sau đó chúng ta sẽ đập nó lên cái tier 5 nha. Anh em chú ý nha, nếu mà khi mà đặt những cái tác chiến thế này thì mình nên nâng nó mát tay nha, để khi mình đặt nó sẽ đỡ tốn cái chip sửa những cái dòng và tốn cái bánh răng, đỡ tốn hơn. Còn nếu chúng ta đặt từng dòng thì nó rất là tốn kém, khi đặt sau dòng nào hay khóa dòng đó thì nó sẽ tốn kém rất là nhiều, nên mình nên đặt nó mát tay trước. Đây, thiếu tiền này, để mình vô trong kho tìm một ít cái rương có tiền để mình mở ra. Mình sẽ đập gồm có một dòng là Canon ADV là để tăng đam cho Canon trong vòng 30 giây. Thứ hai là mình sẽ đập cái ba dòng Battle Zoology, là cái dòng Battle Zoology là dùng để một dòng thì nó sẽ tăng 1% grip và 1% đam. Nếu chúng ta được ba dòng Battle Zoology á, thì khi giết được 3 người thì chúng ta sẽ tăng được 9% grip và 9% đam tất cả vũ khí nha, và tối đa của nó là 10%, tối đa của nó là 10%. Vâng, chúng ta phải đập thôi. Canon ADV trước nha, chúng ta cứ đập lượt 4 vòng, khi nào ra cái dòng nào ưng ý thì mình sẽ khóa lại. Đây, Canon ADV đây, khóa lại. Ok, bây giờ mình sẽ đập tiếp ba cái dòng Battle Zoology. Đây, Battle. Anh em cứ tích chip, mình đập từ từ cũng được. Còn mình đang làm clip nên mình sẽ ok, mình vừa phá được một dòng Battle Zoology nữa nè. Đây, hết vàng, hết chip rồi, mình sẽ sử dụng vàng nhé. Mình làm clip cho anh em xem nên mình sẽ chịu tốn kém một tí để mình làm cho nó hoàn thiện cho anh em xem. Battle Zoology. Với cái Battle Zoology thì cái level khoảng 200 thì nó sẽ được khoảng 20 giây cái kêu hiệu quả. Nếu mà chúng ta có 3 dòng thì khi chúng ta giết được một con sẽ được 3% grip, 3% đam và 60 giây hiệu quả của skill. Chúng ta sẽ có thêm cái thời gian để mà mình tìm cái mục tiêu thứ hai. Chứ mà anh em để cái Battle Zoology mà có chừng một dòng hoặc hai dòng á, thì khi giết được một thằng, kiếm cái thằng thứ hai ra để giết để nó búp chồng cái kêu lên thì lại không đủ thời gian. Đó là lý do tại sao mình kiếm ba dòng cái Battle Zoology dùng để đi răng tìm một thằng để giết rất là khó, và để cái kêu nó hiệu quả lâu hơn để mình có thể sử dụng tốt hơn. Cái kêu thì phải cần cái dòng nó nhiều, ba cái dòng thì tốt nhất. Còn cái Canon ADV này thì cứ bắn thì hên xui thôi, tỷ lệ hên xui nó sẽ búp đam lên. Thì trung bình cỡ một viên có thể tối đa tăng khoảng 300 đam nếu mà hên. Và cái đam đó thì sẽ nó sẽ lên theo cái level khi mà chúng ta sửa bằng cái bánh răng như thế này nè. Đấy, ok, chúng ta sẽ đủ 3 dòng rồi. Đó, vàng luôn, khóa lại, tím luôn, khóa luôn. Ok, tiếp tục nha. Cái bánh răng này nó sẽ có cái level, nó sẽ tăng cái level là cái chỉ số của cái dòng của mình đã đập rồi. Thì tối đa là đỏ, rồi vàng, rồi tím. Thì mình thấy tím là xài được rồi, chứ không nhất thiết phải lên vàng hay đỏ đâu. Nếu mà được ba dòng vàng thì mình sẽ kích hoạt được cái dòng cái dòng ẩn phía dưới đó.
là 4 dòng vàng á, thì chúng ta sẽ được tăng 3% rip. Nếu là 4 dòng đỏ sẽ tăng thêm 6% rip. Cái này thì mình sẽ hướng dẫn anh em ở một cái video sau nè, chi tiết hơn về cái mấy cái tác chiến như thế này. Thì tạm thời mình cứ đập lên tím đó. Đó, một lần quay vậy là 20 gold. Rất là tốn kém. Nhưng mà mình nghĩ là mình phải chắc quay 10 lần đi. Một lần 10 lần đi cho nó nhanh. Để cái clip này nó dài quá thì anh em lại tốn thời gian. Ok. Rồi, 10 lần quá khoai. Một lần 200 gold. Đây có 59 nè, mình tạm thời lưu 59 này đi. 59 cũng được nhưng mà mình kiếm cái dòng tím thôi. Thì khi bạn khóa 59 lại, ví dụ bạn đập tới đây mà bạn không hết gold rồi đó, thì hết cái nguyên liệu rồi đó, thì bạn ao ra thì nó vẫn giữ cái số 59. Đến khi nào bạn chọn cái dòng mới thì thôi. Rất là may. Khi bạn phá 3 dòng kia rồi thì khi bạn sửa lại